Chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân từ ngày 1 tháng 9 cụ thể ra sao? Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn 2646/BHXH/TCKT năm 2024 về việc triển khai cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 sẽ thực hiện phương thức chuyển tiền trực tiếp cho tất cả các đối tượng nghỉ hưu tại 63 tỉnh thành. Trong quá trình thực hiện tại một số bảo hiểm xã hội tỉnh, có trường hợp người hưởng đăng ký thông tin tài khoản nhận tiền không chính xác, đưa sai số tài khoản, đăng ký bằng số thẻ ATM, ví điện tử, dẫn đến việc cơ quan bảo hiểm xã hội không chuyển được tiền chế độ cho người hưởng. Để đảm bảo quyền lợi cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau. 1. Theo quy định chi tiết tại điểm B khoản 3 điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động có quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời theo một trong các hình thức chi trả sau: trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền, thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng, thông qua người sử dụng lao động. Theo đó, việc nhận chế độ thông qua tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng là quyền lợi của người hưởng. Đối với việc đăng ký nhận tiền qua số thẻ ATM, ví điện tử không được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội. 2. Đối với các trường hợp đăng ký sai thông tin tài khoản dẫn đến việc cơ quan bảo hiểm xã hội không chuyển được tiền cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội tỉnh phải cập nhật hàng giờ để xác định những người hưởng vướng mắc về số tài khoản chưa nhận được tiền. Cán bộ bảo hiểm xã hội liên hệ với người hưởng để thông báo việc số tài khoản không hợp lệ, hướng dẫn người hưởng thay đổi thông tin theo mẫu số 2CBH ban hành theo quyết định số 166/QĐ-BHXH. Ngay sau khi nhận được mẫu 2CBH của người hưởng, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các ngân hàng thực hiện chuyển tiền ngay cho người hưởng, đảm bảo người hưởng nhận được tiền trong kỳ chi trả tháng 8 năm 2024, không có tình trạng chưa nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội khi kết thúc kỳ chi trả tháng 8 năm 2024 do vướng mắc từ cơ quan bảo hiểm xã hội, chủ động truyền thông cho người hưởng biết, phối hợp thực hiện để đảm bảo quyền lợi hưởng chế độ kịp thời của bản thân người hưởng. 3. Đối với tổ hỗ trợ tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thường xuyên tích cực nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chi trả tại các bảo hiểm xã hội tỉnh để kịp thời hỗ trợ xử lý, tổng hợp các tồn tại, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để khắc phục, đảm bảo triển khai hiệu quả các kỳ chi trả tiếp theo, chịu trách nhiệm về kết quả hỗ trợ các bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác chi trả. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Bảo hiểm xã hội tỉnh kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vụ tài chính, kế toán để được hướng dẫn giải quyết.